Cháu lắc câu là nghe chọi lên bờ thấy chưa, kéo chậm chậm thôi. Bữa hổm mấy bạn hỏi kênh cháu lắc là gì rồi đó, kênh cháu lắc là Hai Lắc Miền Tây nha các bạn, mọi người lên search cái từ khóa Hai Lắc Miền Tây là có à. Con này là con cóc species Thái Lan nha các bạn. Hay quá các bạn ơi, cháu lắc lên hàng luôn nha. À, dữ ha. Đây. Rồi mấy bạn hỏi là nói là mình gửi đi con, mình tặng cái đồ quay phim với gũ cháu đi câu suốt thì cháu nghỉ học rồi bỏ học, mê học vậy các bạn. Rồi do cháu lắc mình bị bệnh thận hơi nhỏ nha, nên là cho nghỉ học ở nhà nha. Nên là mọi người nhớ coi video ủng hộ cháu mình nha. Thấy không? Câu rất là khéo nha các bạn. Cá táp biết trùng lại đợi cho nuốt mình kia đồ rất ok luôn nha. Đây. Muốn làm gì đó làm đi. Quá dữ, cháu lắc lên hàng nữa nha các bạn. À, cầm cá lên này.
Ý, cầm cái đọt cái ghê vậy.